Xin kính chào các quý vị. Vâng, tôi thực sự là nhỏ bé khi đứng trước cặp loa Fine 704F đến từ Vương quốc Anh. Đây là chùm cuối của dòng loa đến từ Vương quốc Anh. Và một cặp loa này có một khối trọng lượng lên tới 81,5 kg, rất là lớn. Hãng Fine thì được thành lập từ tiến sĩ Paul Mew, tách ra từ tập đoàn Tannoy. Và sau khi nghiên cứu phát triển và mời những kỹ sư cùng đam mê, đã phát triển riêng một thương hiệu, đó là hãng Fine. Và hãng Fine này thì lấy ý tưởng cũng giống như là dòng Tannoy, nhưng khắc phục thêm để làm thêm những giải loa, những tần số âm thanh nó có thể sâu hơn, và độ tuyến tính âm thanh thì nó cũng có đôi chút khác lạ. Và hôm nay thì tôi cùng các bạn sẽ khui thùng cặp loa Fine Audio F704. Thật là nặng, đúng không các bạn? Và bây giờ thì tôi sẽ bóc theo đúng cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đó chính là cắt cái dây này đi. Với trọng lượng lên tới 81 kg và một cái thùng đóng như thế này, đó là một thùng bìa cắt tông. Và trên này thì nó có một quyển sách hướng dẫn của catalog của dòng Series 7 Information. Và các thông số thì các bạn có thể tìm hiểu qua quyển catalog này. Và trên này nữa thì nó có thêm một cái hộp phụ kiện. Vâng, toàn bộ hệ thống chân côn ở đây thì nó đã được chỉnh đây. Và đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy có một bộ chân côn trông thật gớm ghiếc, đúng không các bạn? Nhìn trông cũng đúng thôi, vì cặp loa này nó có trọng lượng lên mỗi một chiếc lên đã lên 80 mấy kg rồi, thì đúng các hệ thống chân này cũng là thật sự là chắc chắn. Còn đây là thêm các hệ thống để sau đó là mình sẽ siết cái chân côn này để mình định vị. Còn phần bên dưới này thì các bạn cũng không phải lo, nếu như các bạn có nhà mà để dùng thì đây cũng có cả bộ chén hứng người ta đã cung cấp hết cho các bạn. Thêm đây là hai chiếc jumper để kết nối cầu trên và cầu dưới. Còn bên này thì lại được thêm một hệ thống tua vít chuyên dụng. Cũng thật là hoàn hảo khi hãng Fine này rất là chú trọng đến tiêu chí của người tiêu dùng. Phần trên này là một cái phần xốp để giữ được cái mặt loa này. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật cùng tôi rút chiếc cặp loa này ra ngoài và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm sâu hơn với dòng Fine 704F màu black, màu piano Groot One Nuss, tức là cái màu gỗ bóng của đàn piano nó như thế nào. Vâng, sau khi bóc xong thì tôi đã bóc cái căng để ra ngoài, đúng là bát 30 thì nhìn trông nó cũng có khác các bạn ạ. Nhìn cái tấm căng trông nó rất là lớn và đồ sộ. Còn bây giờ thì tôi mới trực tiếp khui thùng và thử tìm hiểu về màu sơn và cấu trúc của cặp loa này. Thật hoành tráng và vĩ đại các bạn ạ. Nhìn nó có một cái độ sang đẹp và toàn bộ các hệ thống loa này được làm rất là cầu kỳ từ cái vân gỗ. Nhưng cái yếu tố này nó rất là hay, nó rất là có một cái sự gì đó tương đồng với dòng Kingdom của dòng Tannoy. Đó là chính là hệ thống loa đồng trục của phần mid và phần tweeter. Còn phần dưới hỗ trợ cho các bạn thêm một cái dải trầm nữa thì nó nằm hoàn toàn ở bát 30 này. Thì với một chương trình tới thì sau khi phối ghép thì tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu. Nhưng chỉ bật mí với các bạn với dòng loa này, nó có độ nhạy lên 96 dB, nên chỉ cần một cái công suất âm ly vừa đủ. Nhưng cái phần nhạc tính của cái phần âm sắc thì lại là một vấn đề rất quan trọng để khi chúng ta cùng phối ghép với cặp loa này. Còn cặp loa này thì thật các bạn là tôi rất ưng, vì nó có một cái sự vững bề rộng về cái truyền tải âm thanh thì chắc chắn là nó rất là hay rồi, cộng thêm với cả các cái cấu trúc của cặp loa này. Và tôi cũng đi nghiên cứu qua một vòng qua đây xem nó có cái sự gì khác biệt không. Đẹp quá, mặt đằng trước thì nó rộng, cặp vòng sau này thì nó đã thu gọn lại. Và nhìn ở phía trên xuống thì nó hơi có cái độ vuốt vát về đằng sau này, nhìn trông rất là dễ chịu. Và cặp loa này thì chắc xứng đáng với cả một niềm tự hào của nước Anh, khi một hãng mới đã được hình thành cũng gần như là để cho tất cả mọi người chơi được có nhiều sự lựa chọn hơn nữa với những hệ thống loa đồng trục đến từ Anh Quốc.
xin hẹn các bạn vào tối tới khi các sự phối ghép của Thiên Hà Audio với cặp file này như thế nào. Các bạn hãy đón xem tiếp theo.